Và đối thủ của mình, bạn Hậu Elo 1006. Và để xem bạn ấy đánh thế cờ mã. Ok, đây chính là thế cờ mã ngang các bạn nhá. Và các bạn hãy nhìn cách đỡ của mình. Mình đánh như thế này để tạo ra su win ngang. Ngay lập tức thì người ta đánh như thế này để tạo ra hai liên kết tấn công, liên kết chéo và liên kết 3 ngang. Như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải kéo cái đường 3 ngang này ra để phá cờ. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu như đối phương mà chặn ra phía này thì lập tức mình sẽ đánh vào con này. Còn nếu như đối phương đánh vào đây thì người ta có liên kết tấn công đúng không? Nếu như đánh 3 ngang mình vẫn đánh vào con này các bạn nhá. Để làm gì? Để tạo ra cái chéo này ràng buộc đối phương. Và đồng thời cái nước 3 ngang này của mình này nó có quyền đi tấn công. Như vậy thì mới ghi cờ được đối phương nhá. Tình huống này các bạn tuyệt đối không được đánh vào đây mà cần phải đánh ra ngoài. Bởi vì sao? Nếu như các bạn đánh vào trong ấy thì đối phương sẽ tấn công được bằng cách đó là đánh con này này, đánh ra đây này, tấn công và khả năng sẽ thua rất cao dành cho mình. Sau khi mình đánh vào đây đối phương chặn xuống dưới đúng không ạ? Thì bây giờ người ta đang có liên kết chéo này, liên kết 3 ngang để tấn công đúng không? Chúng ta hãy phân tích từ từ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chặn vào đây để làm gì? Mình chặn cái đường chéo này của người ta là thứ nhất. Thứ hai là tạo ra cái nước dọc này này để ràng buộc cái nước 4 ngang này của người ta. Người ta muốn tấn công thì người ta cần phải đánh con này đúng không ạ? Thì mới được kéo cái nước dọc này hoặc là kéo đường chéo này. Nhưng khi kéo cái đường này thì mình chặn vào trong thì có nước 3, người ta sẽ phải chặn cờ. Được chưa ạ? Còn thua luôn. Và đây chính là một cái kỹ năng ràng buộc của người ta, của mình. Như thế này có thể coi là mình đã ôm được cờ đối phương rồi đấy ạ. Nhìn thì có vẻ rất dễ nhưng các bạn có thể thấy không? Toàn là những cái tình huống nó rất là phức tạp. Nếu như các bạn mà đánh không được đúng thứ tự hoặc là không được tối ưu ấy thì sẽ bị mất lợi thế cực nhanh thôi. Người ta chặn như thế này để phá cái nước win của mình ở đây và tạo ra liên kết chéo. Như thế này đây chính là cái cơ hội mà mình có thể đi tấn công rồi. Một cơ hội khi người ta sử dụng su win mã thì chúng ta không được bỏ qua. Nói chung là su win nào cũng vậy thôi. Cơ hội nó rất là nhỏ nhoi thì chúng ta cần phải tấn công ngay khi có cơ hội. Người ta phá luôn và tạo ra cái đường chéo này. Phải nói là bạn ấy phá cờ và cũng rất kinh nghiệm khi tạo ra khá nhiều những liên kết ràng buộc. Như thế thì chúng ta sẽ cần phải đi tấn công rất là đúng thứ tự nha. Mình kéo đường 3 chéo này xuống dưới. Nếu như người ta chặn lên trên thì sẽ là sai lầm. Bởi vì rồi ok, nếu mà chặn lên trên ấy thì mặt dưới hở toang luôn. Người ta chặn xuống dưới là chuẩn rồi. Khi đó thì muốn tấn công, theo mình thấy thì nếu muốn tấn công ấy thì chúng ta sẽ cần phải đánh con này này. Bởi vì sao? Khi đánh con này thì mình có thể kéo đường 3 dọc này lên trên. Nếu như đối phương khi mình đánh vào đây mà đối phương đánh con này ấy, thì mình lập tức chặn xuống dưới nhưng đối phương không tấn công được thì đó sẽ là một pha cờ lợi thế. Còn tình huống này thì mình đã không kéo ra mà mình đã chặn vào đây để mở cờ. Nó cũng là một phương án nhưng mình nghĩ cái phương án lúc nãy mình phân tích từ đầu nó sẽ là một phương án tối ưu hơn các bạn nhé. Còn như thế này thì có thể coi là chưa có quá nhiều lợi thế đâu. Mặc dù nó đang có nước thắng nhưng cái nước thắng này bị chặn rất là dễ dàng. Ví dụ như người ta đánh con này chẳng hạn này, hoặc là phá luôn cái đường 3 này của mình này thì mình sẽ rất khó để đi tấn công. Tình huống này là một tình huống mà mình tấn công chưa được tốt các bạn nhá. Phải nói là chưa được tốt. Đây, tình huống này bắt buộc phải phá vào đây. Đúng rồi, ok, bởi vì mình còn đường chéo này nữa. Bạn ấy phá như này là chuẩn rồi. Rất chính xác. Mình phá luôn vào đây, người ta sẽ phải chặn cái đường này. Rồi, chặn con này. Quyền đi công sẽ dành cho mình nhưng liệu có tấn công nổi hay không? Chúng ta cùng xem. Người ta đang có nước dọc này, nước 5 ngang này và nước 3 chéo này. Thực sự là khó tấn công. Thực sự là khó tấn công. Và mình cảm giác như sẽ không thể nào tấn công được trong tình huống này. Các bạn thấy không ạ? Mình nghĩ là mình đã đánh không được tối ưu ở cái mặt này. Nếu như lúc nãy mà mình lựa chọn là đánh con này ra trước này, như lúc đầu mình phân tích ấy, thì khả năng mình công nguy hiểm rồi. Nhưng mình đi gài cờ và gài cờ không tốt. Và trở lại với trận đấu thì mình đã đánh vào đây. Người ta kéo đường 4 này ra, bắt buộc mình phải chặn rồi. Và lúc này mình đang có 4-4 này. Rồi người ta đánh con này để phá cờ. Phải nói là những cái lý thuyết bạn này nắm rất là vững. Elo 1006 cũng cho thấy là bạn ấy có là một game thủ có thực lực nhá. Sẽ phải phá cái đường 44 này của mình thôi, bởi vì người ta không có nước 43. Rồi, có lẽ là bạn ấy muốn trước khi đi chặn thì bạn ấy muốn phá triệt để những cái nước ràng buộc của mình. Đó đó người ta tạo ra rất nhiều liên kết. Có thể nhất một bạn đánh rất là kinh nghiệm luôn, tạo ra nhiều lợi thế trước khi đi chặn, rất tốt. Như thế này thì mình không thể nào tấn công được rồi và sẽ phải đi chặn cờ đối phương. Và cái mặt nguy hiểm nhất chính là mặt phía dưới này. Mình đã lựa chọn là gài vào đây. Và các bạn hãy để ý nhá, mình đã có 43 đấy ạ. Đó là đánh con này này, đánh ra đây này, win 43. Chặn sai cái này chết ngay nha. Không đơn giản đâu. Tạo ra nước 3 ngang. Đối phương mặc dù có nước tấn công nhưng chỉ là nước 3 thôi. Sẽ phải chặn cái nước 43 của mình. Và để xem bạn ấy có nhìn ra hay không nha. Con gài khá là kín. Rồi bạn ấy nhìn ra rồi. Phải nói là cũng rất là tỉnh táo luôn. Như thế này thì người ta đang có nước dọc này, nước 3 ngang này. Và cái liên kết này nó rất dễ để mở, tạo ra những cái liên kết 5. Như thế này thì mình gài vào đây, tạo ra đường chéo với đường 3 ngang. Người ta phá luôn, các bạn thấy không ạ? Bạn này phải nói là nắm lý thuyết rất là tốt luôn nhá. Bạn ấy sử dụng những cái nước ràng buộc của bản thân để phá cờ. Lý thuyết nắm rất là vững luôn. Lúc này mình đang có nước 3 ngang và nước 3 chéo này thôi. Và hãy để ý cái nước 4 này của mình bên trong nhá, nó cũng là một nước để khai thác. Bạn này đánh vào đây. Lúc này thì đang có nước 44 này. Nếu như được đánh con này, đánh ra đây và win 44 ngay. Mình sẽ phải phá cờ. Vừa phá và vừa gài cờ. Và con gài nào sẽ chuẩn đây? Mình nghĩ là gài vào đây con này cũng hay mà. Khả năng gài con này ổn đấy ạ. Rồi gài con này. Mình lúc đó mình đã không lựa chọn là gài con này mà mình gài vào đây cơ. Như thế này thì chỉ là phá được cờ của đối phương thôi, chứ chưa tạo ra được nhiều lợi thế. Bởi vì cái đường chéo này của người ta ấy, người ta sẽ phá được cờ đó. Người ta đánh con này, mình sẽ không thể nào tấn công được nha. Rồi ok, các bạn thấy không ạ? Người ta phá luôn cái đường chéo tấn công của mình và tạo ra lên cái thắng nếu như được công này. Đánh con này đánh ra đây này và win 43. Nhưng các bạn hãy để ý trong cái tình huống này, nếu như mình có thể gài được 43 thì mình sẽ không cần chặn cái chỗ này luôn. Không cần chặn luôn nha. Đấy là trường hợp nếu như chúng ta gài được 43 cái mặt này. Và trường hợp này mình đã có 43. Các bạn nhìn ra không? Đây là một tình huống rất xa. Nếu như các bạn không nhìn thấy thì có thể dừng lại và suy nghĩ nha. Mình sẽ gợi ý đó là kéo cái đường 5 ngang này ra, sau đó là kéo tiếp cái đường 4 này ra. Ok chưa? Và các bạn hãy nhìn cái chỗ này nhá, đánh con này này, đánh ra đây các thứ. Chỗ này nó sẽ tạo ra được 43. Và bạn này đi chặn là chính xác rồi nha. Nhưng không thể chặn hết được các bạn nhá. Mình sẽ kéo cái đường 5 này ra, sau đó là gài cờ vào đây. Và khi mình gài như thế này thì mình nghĩ là xong rồi đấy ạ. Kỹ năng gài cờ thực sự là quá kinh khủng ở cái pha cờ này. Mình đang có nước 44 này, đánh con này này, đánh ra đây này, là nước 44 này, nước 43 này, đánh con này này, đánh ra đây này. Phá cờ là không dễ nha. Rồi bạn ấy lựa chọn là đánh vào đây. Phải nói là một pha phá cờ cũng rất là tinh tế nhá. Nếu như bạn nào mà không tỉnh táo mà đòi win 43 ấy thì là bị thua luôn đấy. Mà cần phải win 33 nhá. Đây chính là tình huống mình đã win. Các bạn mà đánh cách ra ấy, thì người ta chặn trong người ta có 4 luôn. Tỉnh táo nhá. Phải nói là bạn ấy chặn cờ cũng là hết sức cố gắng rồi. Và mình đã có chiến thắng. Và chúng ta sẽ đến với đối thủ tiếp theo nha. Đối thủ tiếp theo bạn Minh Elo 1363. Đánh 279 ván và thắng 183 ván. Thành tích cũng khá tốt đấy nhỉ. Không đơn giản đâu ạ. Và thế cờ mã. Rồi vẫn là mã ngang. Đây sẽ là cách đỡ của mình. Lúc đấy mình đã lựa chọn là đỡ ngang phía bên này rồi. Và bây giờ thì mình lựa chọn là đỡ ngang phía bên này nha. Để xem kết quả nó ra sao. Các bạn hãy cùng xem. Hãy xem cách tấn công của người ta ra sao nào. Người ta sẽ đi mở cờ thôi. Thường thì đánh số win người ta hay đi mở cờ. Ít ai người ta đánh phòng thủ phản công. Và đây chính là một pha đôi công. Tình huống này các bạn cần phải rất tỉnh táo nha. Những pha cờ đầu tiên bao giờ cũng là những pha cờ khó nhất. Mình sẽ đánh vào đây và tạo ra nước dọc, nước ba ngang này. Nếu như trong cái tình huống này mà bạn nào kéo đường ba ngang này ra thì mình sẽ tấn công được ngay, mình sẽ chặn được cờ ngay. Hoặc nếu như bạn nào gài cờ vào con này để tạo ra liên kết 3-3, đồng thời tạo ra liên kết chéo đi tấn công ấy, thì mình sẽ lập tức đánh vào con này này. Thì sẽ phá đường chéo này và tạo ra nước 5 dọc này, nó sẽ phá luôn liên kết đôi của người ta ngay. Và đây là một giải pháp phải nói là cũng khá hợp lý. Mở cờ một cái mặt khác không liên quan lắm, nhưng nó tạo ra nhiều nước. Nhưng vấn đề là mình đã ôm được cờ rồi. Mình sẽ ôm được cờ nha, bắt buộc phải chặn vào trong. Sau đó mình cũng chặn vào đây và phá được hết liên kết của người ta. Và đồng thời mình còn tạo ra liên kết 3-3 cơ. Đây này. Đồng thời tạo ra liên kết 3-3, người ta sẽ phải đánh vào con này. Sau khi đánh vào con này thì mình sẽ kéo cái đường ba chéo này lên trên để phá cờ. Ồ, nếu như chặn như thế này thì mình win 3-3 rồi. Khá đơn giản. Những tình huống trước là tình huống bạn ấy đánh tốt, nhưng tình huống vừa rồi là có vẻ hơi lỗi rồi. Và mình sẽ có chiến thắng. Chúng ta sẽ đến với đối thủ tiếp theo luôn nha. Đối thủ tiếp theo, bạn Thị, Elo 1631, đánh 273 ván và thắng 222 ván, 224 ván. Rất ghê phải không ạ? Và sẽ là cái thế cờ mã thôi. Nhưng bạn ấy đánh theo kiểu phòng thủ phản công nha. Rồi. Đánh phòng thủ phản công mới khó chịu đây này. Chúng ta sẽ rất khó để đi ôm cờ. Mình cứ đánh đối xứng như này thôi để xem người ta sẽ đi mở cờ ra sao. Chúng ta cùng xem nha. Rồi, rất vu vơ thôi, nhưng chúng ta vẫn phải đi theo sát người ta đấy ạ. Không thể nào mà đi công ngay được đâu, bởi vì người ta là người được đi trước. Mình đã đánh vào đây để tạo ra nước chéo này, ghi cờ đối phương. Ngay lập tức thì người ta chặn lên trên cho mình đi tấn công, nhưng mà trong cái phạm vi người ta kiểm soát được. Nếu như bạn nào mà ham cờ mà đánh gài vào đây để tấn công ấy là toang nha. Người ta lập tức sẽ đánh con này này, là chúng ta thua ngay. Mà sẽ cần phải đánh vào đây để hạn chế phạm vi mở, tạo ra cái liên kết dọc này. Nếu như đối phương mà đánh vào đây ấy, thì ngay lập tức mình sẽ chặn con này. Ok. Được chưa ạ? Mà có nên đánh con này không nhỉ? Không được nha. Nếu đánh vào đây thì đối phương sẽ đánh con này này, đánh ra đây này và win 3-3 ngay. Chúng ta sẽ bị thua. Mà tình huống này các bạn cần phải đánh vào đây. Đây, đây này, đánh con này nha. Lúc đó thì mình đang suy nghĩ cho con này, và mình cũng đã nhìn ra là nếu như đánh vào đây là chúng ta thua ngay. Người ta đánh con này này, đánh ra đây nha, đánh con này là win 3-3. Mình chỉ lại cho các bạn nhìn đấy ạ. Mình nghĩ con này mới là con chính xác nha. Tạo ra liên kết chéo, hai liên kết để ràng buộc. Người ta cũng có hai liên kết để tấn công, tuy nhiên nó không dễ tấn công một chút nào đâu ạ. Để xem bạn ấy sẽ làm gì trong cái ván đấu này, trong tình huống này luôn. Rồi, phá cờ. Nói là bạn ấy duy trì lợi thế rất là tốt. Như thế này thì bắt buộc chúng ta phải đi kéo cái đường ba chéo này ra nhé. Bởi vì nếu như các bạn mà chặn nước đôi 3-3 ấy thì sẽ bị đối phương dẫn cờ, và cờ chúng ta mất lợi thế rất nhiều. Mình sẽ phải đánh vào đây để phá những cái con cờ chủ chốt đi mở cờ của người ta. Các bạn hiểu ý mình không? Nếu như đối phương mà chặn lên trên thì ngay lập tức mình phá đường 3-3 này thôi. Còn nếu đối phương chặn xuống dưới thì chúng ta suy nghĩ tìm cách tiếp. Rồi, chặn trên, bắt buộc chúng ta phải phá vào đây rồi. Một con cờ tạo ra rất nhiều liên kết và nước thắng của người ta luôn. Tuy nhiên thì lợi thế đi mở cờ vẫn thuộc về người ta các bạn nhé. Không dễ một chút nào đâu. Phải nói là bạn này đánh duy trì lợi thế cực tốt. Elo 1631. Ngay lập tức người ta đánh vào đây để tạo ra liên kết chéo. Và các bạn cần phải rất để ý cái nước này nhá. Nó sẽ là một liên kết để mở cờ đấy ạ. Tình huống này chúng ta chỉ có một trong hai lựa chọn, đó là đánh con này hoặc đánh con này thôi. Hãy xem con nào là con chủ chốt. Con nào sẽ là con chủ chốt đây? Mình cảm thấy con này là con chủ chốt. Ok. Nó sẽ hạn chế được phạm vi mở. Nó có hở nhưng mà ít nhất là hạn chế được phạm vi mở nha. Để xem bạn ấy tấn công ra sao. chắc chắn là sẽ kéo cái đường chéo này rồi, nhưng vấn đề là kéo xuống dưới hay kéo lên trên, các bạn hãy để ý nào, thì cũng rất quan trọng. Mình vẫn đang bị mất lợi thế tầm 60-40 nhỉ, phải tầm đó đấy ạ, bởi vì mình không có những cái nước phản mà đối phương thì đang có cái độ thoáng nhất định. Rồi người ta kéo xuống dưới, bắt buộc chúng ta phải chặn lên trên. Bởi vì sao? Nếu chúng ta chặn xuống dưới ấy, người ta sẽ đánh con này, đánh ra đây và win 3-3, chúng ta sẽ thua ngay nha. Nhưng như vậy là chúng ta đang bị hở cờ rồi, nhưng ít nhất là có cơ hội, ít nhất là chúng ta có cơ hội nha. Người ta có liên kết chéo này, liên kết dọc này, liên kết ba ngang này, và tình huống này rất căng nha, rất là căng luôn. Người ta kéo được 5 này ra, bắt buộc mình chặn trong, và hình như là mình đã thua rồi. Đúng rồi, nếu như người ta đánh chuẩn thì mình sẽ thua. Không biết là các bạn có nhìn ra không, đó là người ta đánh con này này, đánh vào đây này, đánh lên đây và win 4-3, mình đã có nước thua rồi nha. Vấn đề là người ta có đánh đúng không. Rồi tình huống này nếu như gài cờ vào đây thì mình sẽ phá luôn vào đây, thật là may mắn dành cho mình. Và đây đánh sai thứ tự rồi, tuy là tạo ra được thắng nhưng sẽ bị chặn được. Còn đánh như lúc nãy mình nói ấy, kéo đường 4 này ra trước ấy, và đánh như thế này, sau đánh con này, sau đánh ở đây thì mình sẽ thua nha. Nói là bạn ấy duy trì cái lợi thế rất tốt, nhưng đã bị sai sót một tình huống mà mình đương nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội đó rồi. Bởi vì thực ra mà nói thì thế cờ mã nó chính là su win, mà su win thì mình đã nhắc rất nhiều rồi, đi chuẩn không thể đỡ nổi. Đây là mình đang muốn cố gắng đưa ra những cái giải pháp mà hạn chế cho các bạn thôi. Phải là những đối thủ có thực lực thực sự thì mới chiến thắng được, còn những cái đối thủ mà thực lực nhàng nhàng ấy, thì chúng ta sẽ có thể làm khó khăn như bây giờ chẳng hạn. Rồi khi người ta kéo lên trên phá cờ và như thế này, các bạn có thể thấy không, cờ bắt đầu là được cân bằng lợi thế, thậm chí là có một chút lợi thế cho mình ở cái mặt phía dưới này và cái mặt phía trên này để đi mở cờ. Đương nhiên mình phải chặn vào trong rồi. Người ta chỉ có duy nhất cái đường chéo này ra kéo ra tấn công ấy, thì nếu người ta kéo ra đương nhiên mình sẽ chặn xuống dưới thôi. Thậm chí là nếu có thể chặn lên trên nếu như phía dưới này người ta không có đường tấn công. Chúng ta cùng xem nhá. Rồi ok, chặn xuống dưới. Kéo đường 4 chéo lên trên. Đương nhiên mình sẽ đánh vào đây rồi, đánh con này hoặc đánh ra đây. Cùng xem nha. Xin lỗi các bạn, bởi vì những cái tình huống vừa rồi là những tình huống mà mình đang có một chút việc, cho nên là phải vừa thao tác đánh cờ mà vừa đang phải thao tác cái việc khác, cho nên nó hơi bị gián đoạn một chút nha. Hy vọng là nó sẽ không bị sót cờ và các bạn vẫn theo dõi được tình huống. Ok, nếu như mình có thể được suy nghĩ liền mạch thì nó đã khác rồi nha. Tuy nhiên các bạn hãy tập trung vào thế trận này. Thế trận này người ta đang đi chặn cờ và mình bắt đầu được đi mở cờ rồi. Phá luôn. Ok, sẽ giành được quyền tấn công ở mặt phía này. Chưa thể nào thắng ngay được đâu. Chặn ra ngoài, rất khôn ngoan, bởi vì chặn ra ngoài thì sẽ hạn chế được phạm vi mở của mình. Lúc này thì chắc chắn là chúng ta được quyền đi mở cờ rồi, nhưng cái mặt nào sẽ là mặt lợi thế nhất đây? Mình nghĩ đây là một mặt lợi thế này. Mặt phía trên này nó có nước tấn công nhưng không đủ giấy các bạn nhé, và người ta cũng có một vài nước nhất định, cho nên là không dễ để đi mở cờ. Mình nghĩ cái mặt phía dưới này là một mặt rất quan trọng để mở cờ này. Đây là một mặt lợi thế cực lớn cho mình ạ. Mình kéo đường 4 này ra để tí nữa dễ mở cờ hơn thôi, và phá cái sự ràng buộc của đối phương. Để xem. Rồi, và mình sẽ đánh vào đây để mở cờ, tạo ra liên kết chéo này. Và các bạn hãy rất để ý cho mình cái chỗ này nhá. Mình có cái liên kết chéo này đây nhá. Nó là một cái liên kết để tấn công đấy ạ. Và cái chỗ này của mình nó rất dễ để đi mở cờ. Như mình đã nói, đánh con này vừa tạo ra đường chéo, và cái đường dài tương lai này các bạn hãy chú ý cho mình nhá. Cái đường 5 tương lai của mình sẽ có tác dụng đấy ạ. Đồng thời cái đường 3 ngang này nữa này. Để xem bạn ấy sẽ làm gì nào. Không đơn giản để đi chặn cờ đâu. Mình đang có khá nhiều nước luôn. Liên kết chéo, liên kết chéo, liên kết 3 ngang, liên kết 5 ngang. Và cái độ thoáng nhất định ở cái mặt này. Đối phương thì đang có rất ít cái sự ràng buộc. Chỉ duy nhất cái đường này thôi sẽ là rất khó khăn cho người ta. Đánh vào đây, tạo ra đường chéo, đường chéo này ràng buộc lại. Nhưng liệu nó có phải là con cờ chính xác không? Mình sẽ phá luôn cái đường chéo này nhá, để tạo ra đường chéo này, đồng thời phá cái sự ràng buộc của đối phương. Lúc này thì mình đang có nước thắng nhá, đó là đánh con này này, đánh ra đây. Và còn một nước thắng khác, đó là đánh con này này, đánh ra đây này, win 4-3. Đó, có khá nhiều nước trong cái tình huống này. Nếu như bạn ấy chặn không được chính xác là toang nha. Rồi, đánh vào đây. Khá hay. Đương nhiên bắt buộc mình phải chặn vào đây rồi. Và khi chặn vào đây, mình đang có một liên kết thắng này, liên kết 4-3 này. Và nếu như người ta chặn ngoài, người ta thua luôn nhá. Mình sẽ win 4-4 đây này. Và nếu như người ta có chặn, rồi ok, để đánh như vậy thì mình sẽ kéo con này ra và đánh ra đây là win 4-4 luôn, 4-3 luôn. Ok, đã có chiến thắng dành cho mình. Và đối thủ cuối cùng, bạn Yến Elo 1468. Bạn đánh thế cờ mã nhưng theo kiểu phòng thủ phản công. Rồi chặn luôn nước ngang của mình và tạo ra cái chéo. Đương nhiên mình phải chặn cờ rồi. Một pha mở cờ có sự nghiên cứu các bạn nhá. Đây là một pha mở cờ có sự nghiên cứu. Mình đã hạn chế phạm vi mở bằng cách đánh vào đây. Tình huống này chúng ta nên hạn chế phạm vi mở chứ không nên tạo ra cái nước ràng buộc nhá. Ok, đánh vào đây thì người ta có nước 3-3 thì đương nhiên mình sẽ phá thôi. Tuy nhiên thì cái mặt phía ngang này này và mặt phía dưới này này mình đang bị hở nhá. Nó đang bị hở đấy. Nếu như đối phương là một người có thực lực đủ mạnh thì sẽ khai thác được tình huống vừa rồi. Tuy nhiên người ta đánh vào con này, người ta không có nước tấn công. Và đây chính là một cơ hội dành cho mình thôi. Mình sẽ đi tấn công ngay khi có cơ hội. Nếu như mà người ta sử dụng tình huống gài con này thì mình sẽ lập tức phá luôn nhá. Đấy là mình nói trường hợp như vậy. Còn không, người ta chặn như này thì đơn giản là chúng ta đi tấn công thôi. Bây giờ là mình có quyền đi mở cờ này, phá luôn đường chéo của người ta và tiếp tục phá cái đường chéo ràng buộc, tạo ra đường chéo của mình, tạo ra liên kết chéo của 3 và liên kết 3 ngang, liên kết 4 ngang. Mình đang có nước tấn công, tuy nhiên thì không dễ tấn công nha. Rồi con chặn này có vẻ như là một con chặn rất chính xác rồi đấy ạ. Nó sẽ khiến cho mình rất khó để đi tấn công. Càng thế trận như thế này mà mình không công được là phải quay ra đi chặn sớm nha, chứ không là toang sớm đấy ạ. Bởi vì người ta đi trước và người ta đánh theo kiểu phòng thủ phản công, cho nên là người ta sẽ có lợi thế khá nhiều nếu như chúng ta không thể nào mà kết liễu được. Rồi, mình cảm thấy không công được và quay ra đi chặn ngay. Nhưng chỉ chặn được mặt này thôi, nhưng cái mặt phía dưới này mình vẫn đang rất lo sợ này. Khá là may mắn khi người ta không quay xuống đây để đi mở cờ mà người ta đi chặn cờ. Thực ra phải chặn, bởi vì sao, mình đang có nước thắng mà. Nó đánh con này, đánh ra đây này, đánh chỗ này, đánh vào đây, win 4-3. Ok, chặn cờ là chính xác rồi. Nhưng con chặn này mình nghĩ nó chưa được tối ưu lắm. Mình sẽ vẫn phải đi chặn cờ người ta thôi. Hoặc là mạnh dạn tấn công. Một là chặn cờ, hai là mạnh dạn đôi công. Rồi, con mở cờ này mình nghĩ nó là một con khá tốt đấy. Bởi vì nếu như đối phương mà mở cờ phía dưới này này thì ngay lập tức mình sẽ đánh con người ta vừa chặn và gài cờ vào đây thì nó tạo ra 4-4 nhá, giành quyền tấn công. Bạn ấy tỉnh đòn nha. Người ta đi chặn cờ thì đương nhiên mình cứ chặn thôi và tạo ra liên kết tấn công ở đây này. Bạn này là mang phong cách là đánh nhanh và cũng chưa được chuẩn chỉ cho lắm, cho nên là mình cứ thế mình đi mở cờ thôi. Người ta không chú tâm trong cái việc đi phản công ngược lại, cho nên là mình cứ thế tấn công tới tấp vào. Người ta vẫn đang rất là chú tâm đi chặn, mình hãy tận dụng cái điều đó. Rồi, chuyên đánh phòng thủ phản công rồi. Như thế thì đã nhường quyền đi tấn công dành cho mình, và chúng ta phải tận dụng cơ hội đó. Ok, kéo đường bà chéo lên trên, tiếp tục mở cờ. Có hai con để chúng ta có thể mở, một là con mình vừa đánh, hai là chúng ta có thể đánh vào con này. Đánh vào con này thì mình sẽ có 4 ở đây nhá, nhưng mà nó sẽ khó mở cờ hơn, và đó là lý do tại sao mình lại đánh vào đây. Phải từ từ, mình nghĩ là mình bắt đầu có lợi thế nhất định rồi đấy ạ. Rồi, người ta phá đường chéo này, một con rất là chủ chốt của mình mà người ta đã phá được rồi. Đánh vào đây và người ta có liên kết 3. Có vẻ như mình đã nhìn không kỹ rồi, bắt buộc mình phải chặn xuống dưới để tiếp tục tạo ra nước. Người ta phá luôn. Càng có đường chéo 5 và đường 3 ngang. Mình chỉ có duy nhất cái đường chéo này thôi, chưa thể nào tấn công được và phải đi mở cờ. Tại sao mình lại không cần phải đi chặn người ta? Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc cái đường chéo 5 này này, người ta mà kéo ra tấn công là chúng ta căng đúng không? Nhưng nếu như kéo ra ấy thì mình chặn trong, thì lúc này mình đang có 4-3 này. Mình nhìn trước rồi. Ok cho các bạn. Trở lại với trận đấu nha. Phải chặn lên trên thôi. Và đấy liên tục tạo ra những cái liên kết ràng buộc. Mặc dù chỉ elo 1468 nhưng bạn này đánh thực lực rất là tốt nha, rất là ok luôn. Phá luôn cái đường 5 ngang, rất đúng lý thuyết. Tạo ra đường chéo 5 này, phải nói là mình đang gặp khó khăn. Phá luôn cái đường 5 này luôn của mình. Và nếu như vậy ấy, thì cái đường 4 chéo này của người ta không còn phải lo sợ nữa đây này. Người ta được quyền đi tấn công, giành chiến thắng nếu như có quyền tấn công ấy. Chỗ này người ta liệu có nước win 4-3 không? Đánh con này, đánh ra đây, đánh chỗ này. Không có nha. Như vậy thì mình sẽ được kéo đường 3 ra. Mình đã nhìn tình huống đó mới dám kéo đấy ạ. Sẽ cần phải kéo cái đường 3 chéo này ra để liên kết với cái đường 5 này này. Một liên kết cực kỳ quan trọng luôn. Và tiếp tục phải đi gài cờ. Kéo ra một cách thông thường chúng ta sẽ không thể nào có chiến thắng đâu nha. Và có lẽ là con gài này thôi. Mình nghĩ cũng chả có con nào hợp lý hơn. Con này, ok. Gài 4 nha. Gài 4. Con này liệu là có 4-3 chưa nhỉ? Chưa có 4-3 nha, mình chưa có 4-3 đâu. Nhưng người ta cũng không thể nào dám kéo ra tấn công được. Rồi, người ta đi chặn rồi. Đây chính là cơ hội dành cho mình mở cờ tiếp ở cái mặt này. Mặt phía này của mình cũng rất là tốt nha. Mình nghĩ là gài con này hợp lý rồi. Bây giờ mình mới gài con này để tạo ra cái đường 5, đường chéo và đường dọc. Và các bạn hãy để ý nhá, mình có liên kết này nhá. Đánh con này này, đánh ra đây này, đánh chỗ này này, là được kéo đường 5 này ra nữa này. Rất nguy hiểm luôn. Để xem mà đấy làm gì. Tình huống này không dễ để đi phá cờ của mình đâu nha. Mình chắc chắn đã có 4-3 rồi, cho nên bắt buộc phải đi chặn. Rồi, sẽ làm gì đây? Sẽ làm gì nào? Đánh con này ư? Rồi, nếu như đánh con này thì người ta sẽ thua, bởi vì mình sẽ kéo đường này ra. Người ta phải chặn đường 5, sau đó đánh con này, sau đó đánh vào đây và win 4-3. Phải nói là tình huống này cũng rất là may mắn. Nếu như cái tình huống này mình không thể win được người ta ấy, thì cái mặt phía dưới này của mình này, toàn. Bởi vì nếu chặn ở cái phía này, nếu mình đi chặn chỗ này thì cái mặt phía này của người ta mở tấn công ấy là căng đét luôn. Và trên đây chính là những cái trận đấu mà đối phương đã sử dụng thế cờ mã. Mình cũng đã đưa ra cách đỡ cho các trường hợp rồi. Hy vọng là các bạn sẽ bớt khó khăn hơn khi gặp phải thế cờ này. Và các bạn cũng đừng quên là bấm like cũng như là chia sẻ video này cho những người cần đến nó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.